vẻ, vui vẻ, vui vẻ. Vui vẻ là hiểu rồi. Chứ bình thường buồn hơn vậy nữa. Vậy là vui lắm rồi. Quá vui. Thôi đó chứ giờ đợi em buông xỏa nè. Tới nè. Rồi nè, năm đáp án của chương trình, xin mời. Hàng điếu. Trời ơi, Hà Nội lắm hả? Mạ mây. Hàng cỏ. Hàng muối. Hàng bún. Mình quay qua coi đây câu hỏi. Tên con phố nằm trong phố cổ Hà Nội. Bắt đầu. Trời ơi, hàng bún chắc chắn là có nè. 1, 4, 5 hả? 1. Hàng bún, hàng muối, hàng điếu hả? Hàng điếu có cỏ. Hàng điếu có. Em ơi. Hàng bún, hàng bún, hàng bún. Hàng bún có cỏ. Rồi chưa, vẫn còn thời gian, mình có thể thay đổi nha. Ủa không, không mã may mà. Có quyền thay đổi, nhanh lên, muốn đổi không? Muốn đổi không? Hàng muối hả? Hàng muối. Hết giờ. Nhà này thì rút kinh nghiệm của đội Lo Nhoi. Dồn 3 thành viên vô hàng bún. Vân Trang, em dạ, tin chắc hàng bún là nằm trong phố cổ hả? Em nghĩ là đúng rồi. Dạ, mặc dù là em hay ăn với bún chả cá rồi các kiểu, nhưng mà không phải ở hàng bún. Em thấy bất cứ cái con đường, con phố nào có cái chữ hàng là em nghĩ rằng nằm trong phố cổ. Em nghi lắm, em nghi mã may lắm, nhưng mà chắc không phải. Có một cái nằm hàng mà không có nằm trong phố cổ. Thì đó, ở cái gì? Hàng xanh, hàng xanh á. Hàng xanh. Nè đây hàng cỏ nè, không ai chọn hết trơn trọn. Mấy cái hàng lạ lạ hàng. Còn đây hàng muối, em sao em chọn hàng muối? Dạ tại vì em thích ăn mặn anh nên chọn mặn. Hàng muối vậy. Bé nó dễ dãi ghê vậy. Thích ăn mặn cái chọn hàng muối. Rồi đứng yên đây đi, coi chừng đi bán muối luôn rồi em ơi. Hàng điếu. Có mình bà chị này bà đứng đây. Hàng điếu bán gì chị? Hàng điếu là thường thường ở ngoài Bắc là có hay người ta hút điếu thuốc lào. Điếu cài. Đúng rồi. À, đó. Bán mấy cái đó đó hả? Thế là chị nghĩ thôi, chứ cũng không có biết chắc chắn là nó có nằm trong khu phố cổ hay không à. Mình nghĩ vậy. Nghĩ vậy thôi trời ơi. Bây giờ để coi cái mình sẽ công bố cái đáp án nào trước nha. Mã mây nha. Không ai chọn mã mây. Mà nãy Đức em nghi nghi mã mây đúng không? Có mã mây đó. Em cũng nghi. Khi anh ra Hà Nội á, cũng đi ngang qua cái đường mã mây này hoài à. Nhưng mà không nhớ là có nằm trong phố cổ hay không. Không, anh nhớ chứ Đức. Có hả anh? Nhưng mà làm sao anh nói ra được. Vậy. Anh nhiều khi em vậy. Em nghĩ là chương trình gài á anh. Đây mình nghĩ là hàng 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 là nó sẽ ở trong phố cổ, nhưng mà nhiều thì khi đó, nó không có chữ hàng lắm. Bỏ về hồi nãy để hàng xanh là có người vô nữa rồi. Tại sao em không chọn? Em biết chương trình gài sao không chọn? Đáp án mã mây là đáp án. Mã mây là nằm trong khu phố cổ. Mặc dù cái tên không có bắt đầu bằng cái chữ hàng. Anh mỗi lần ra Hà Nội là ở vòng vòng khu phố cổ đó, đi ngang qua đường này hoài à. Tiếp. Ba người bây mà giờ đi vô phòng ăn bún mới vui. Đó. Đi một tụ luôn em. Hàng bún có không ta? Hàng bún. Trang ơi đã từng rồi nha Trang. Thấy chưa? Đã từng có đội trưởng tham gia chương trình này. Mới có câu đầu tiên đi một cái ào hết bốn người còn lại một thành viên thôi đó. Hàng bún để đó. Cho coi cái hàng cỏ với hàng muối nè. Em nghĩ hàng muối đó. Đi bán muối. Bán muối là đi bán muối. Đó coi chị ơi chạy. Chịu thôi chứ giờ. Để coi coi có đi bán muối không nha. Bám sáu phố phường nắm cửa ô cổ kinh. Chết rồi. Hàng bún về thiệt rồi anh ơi. Cái hàng bún mà đi ăn bún một cái là vui lắm mà. Hàng bún là đáp án đúng. Còn hàng cỏ đó là nằm ở cái phố Trần Hưng Đạo, chứ không phải nằm trong khu phố cổ. Giờ còn hàng bún với hàng điếu nè. Em nghi hàng bún quá anh ơi. Hàng điếu và hàng bún đâu là đáp án chính xác? Mời. Em ước gì phải chi đây là cái sọt gà hay là cái mỏ gà vậy. Hàng
4 là ở quận 3 đến, chứ không phải nằm trong khu phố cổ. Từ đầu chương trình tới giờ cái giây phút này là vui nhất á. Mà vui nhất mà là khi mà đội trưởng bị loại á. Nhiều khi đội trưởng cái tên vui vẻ mà đội trưởng không vui à. Nên bây giờ hết cái đội trưởng rồi mới vui. Ủa sao kỳ vậy chị? Đội chị đi một lúc 3 người, trong đó có luôn bà đội trưởng là mất 10 triệu đó mà chị vui như vậy. Vui là cái sao? Lỡ rồi cũng phải còn 1-2 người chứ. Chứ giờ vô hết 3 người mà giờ đi hết một xuồng còn ai nữa đâu. Cho hỏi thăm cái hồi nãy ai là cái người mà suối dân trang vô hàng bún vậy? Có ông trong đó, thấy cái ông trong cao ông dẫn vô đó. Cái đó không vô. Biết. À, thì ra là như vậy. Nó nghe, giờ không biết ba cái con người kia trôi dạt tới cái hàng nào rồi. Vô căn phòng trống thăm thử. Sao Trang? Tụi em bận ăn bún đậu mắm tôm rồi. Anh nói đúng không Trang? Đó mới câu đầu tiên thôi, đội trưởng em lên đường lắm. Rồi em nghi là má may lắm nhưng mà... Chị ơi, chị qua em là được rồi. Thôi em ơi, em Thảo em ơi. Còn em đứng đang run như cày sấy vậy đó. Như cái người mà đẩy em vô cái hàng bún là canh trai áo đỏ phải không? Cái đúng mơ hồ chứ không ai biết chắc chắn đâu. Thì thấy dạ. Hàng bún nó quen quen. Dạ. Thì thôi mình bàn với mọi người là vô hàng bún để chắc cú. Ảnh là người kêu là hàng điếu, hàng muối với là hàng bún. Có nghĩa là đó, ảnh cũng đúng hai đáp án. Chỉ có sai cái đáp án thôi. Thì đó. Chỉ có sai con cái thôi hả? Sai cái là kéo tới 3 người. Là rút kinh nghiệm từ cái đội trước. 3 người vô chở cái ăn mà. Vô ăn. Trời ơi. Ở vậy mới đi luôn là được vậy đó. Thôi, ở trọng nghỉ ngơi thư giãn nha. Tạm biệt. Rồi, mời hai người về đây. Cứu đội trưởng nha. Mời mọi người ra đây. Nói vậy chứ cũng chúc mừng. Mà rút kinh nghiệm nữa ha. Thí dụ phải chắc chắn 100% mình mới dồn lực lượng vô trong đó. Còn nếu không mình cứ rải ra cho an toàn nha. Bây giờ mời mọi người nhìn lên trên những cái két sắt này coi chuyện gì sẽ xảy ra. Tắt một cái, còn lại 4 cái sáng đèn. Có nghĩa là chúng ta sẽ có 4 đáp án ở đây. Và trong 4 đáp án mà chương trình đưa ra, có 2 cái đúng, 2 cái còn lại là sai. Các bạn cũng sẽ phải lựa chọn vị trí ít nhất là 2 chỗ để đứng vào nha. Xin mời đáp án. Viết lên hy vọng, ngồi khóc trên cây. Trời ơi, thấy khóc thiệt rồi đó nha cái. La la bay lên, nhất quỷ nhì ma. Chỉ biết lọc được thôi chứ còn biết là cái gì. Rồi, quay lại. Đâu là tên của bài hát? Bắt đầu. Bài hát Nhất quỷ nhì ma. Nhất quỷ nhì ma. Nó là bài hát mà, không phải bài trò đó. Nhất quỷ nhì ma có một bài là La bay lên. La bay lên không ta? La bay lên hình như thằng này hát ta. La bay lên là phim Nhất quỷ nhì ma. Phim đúng không? Nhạc. Khoan khoan, từ từ thảo luận cái đã. Nhất quỷ nhì ma thì chỉ cái là cái văn tự người ta nói thôi chứ còn. Có bài Nhất quỷ nhì ma là đúng rồi. Rồi ok rồi. Vậy thì biết lên hy vọng là có nhớ lên nhớ lên. Rồi rồi. Em ơi. Ta chia ra đi. Chia ra. Rồi ok rồi. Vừa hết giờ nha Đức ơi. Em là người thứ ba đó Đức. Nãy em đứng với chồng thay vì em đứng với vợ người ta. Ủa làm như em có muốn đâu. Sao vậy? Tại sao hai vợ chồng này không bao giờ đi chung với nhau? Nãy đứng với chồng có một không ổn, vừa qua đứng với vợ. Nè anh đứng đó đúng rồi đó. Tao có điều kiện, tao quyền chia chứ. Em vừa mới quay qua thêm chị, em kêu chia ra. Em có định số chia ra mà. Không có, thấy đâu ràng em kêu chia ra làm em đẩy ông kia kìa. Ủa? Ông quýnh quá anh ơi, quýnh quá không đẩy ai. Nhưng mà trong những đáp án này em tin đáp án này là có cái xác suất chiến thắng nó cao hơn đúng không? Em nhớ là có bộ phim Nhất quỷ nhì ma. À. Mà có cái bài Nhất quỷ nhì ma nữa. Đông Nhi hát. À. Như là cái tựa Nhất quỷ nhì ma luôn. Nhưng cái tên bài hát không chắc đúng không? Cái tên bài hát em cũng nghĩ là Nhất quỷ nhì ma luôn. Nhỏ thì em hay nghe nhạc này rồi. À. Là Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò là nó đó. Cái câu là đó tên là ai đầu mà không biết. Nhưng mà vấn đề là đây có phải tên một bài hát đúng hay không? Đúng là tên bài hát là đầu tiên của nó luôn. Cho nên là em quyết định em đứng đây cùng với anh Đức. Dạ. Mà không đứng cùng với ông xã của em. Dạ. Trong khi ông xã của em thì đang muốn viết lên hy vọng.
Tại vì là hồi xưa là mình tới 70% là bài bên đó là không có. Ủa sao anh đẩy anh Đức vô đó? Nhưng mà mình tới 70% còn tới 30%. Cho nên thôi bây giờ cứ chia đều ra cho nó hên xui. Cho nên là anh an toàn, anh đứng ở đây. Rồi. Nhiều khi vớt giác được cái chỗ này. Đúng rồi. Rồi chị Hoa Lư lại một lần nữa cô đơn. Làm như trong cuộc chơi này chị là bị mọi người xa lánh hay sao? Không phải, mình hy sinh. Hy sinh hả? Hoa Lư rất là thích đọc truyện, đã từng đọc truyện này rồi. Cho nên là nghĩ là trước sau gì cũng sẽ có bài hát. Chị tự nghĩ gì luôn đó, không ai nghĩ vậy. Nghe. Dạ thưa quý vị, cũng dùng cái phương pháp rải người ra, đứng ở ba vị trí. Tài nghĩa sẽ công bố đáp án số 1 và số 3, tức là viết lên hy vọng và la la bay lên. Đáp án của chương trình là cái nào đúng, cái nào sai, xin mời. Đúng, không xuống. Ôi, thật là tuyệt vọng. Đó là một đáp án sai. La la bay lên mới là tên của một bài hát. Vì vậy, ngồi khóc trên cây và nhất quỷ nhì ma chỉ còn là một đáp án đúng mà thôi. Là lo quá à. Bây giờ không biết còn lại một người hay hai người. Em tin nhất quỷ nhì ma, em tin Đông Nhi. Tin Đông Nhi phải không? Dạ. Ok. Để xem ngồi khóc trên cây và nhất quỷ nhì ma thì cái nào đúng cái nào sai. Chị Hoa Lư đang vẫy tay chào tạm biệt anh Đức, hay là chị chào tạm biệt mọi người, chị ra đi. Chị cứ tạm biệt vậy đó. Không biết tạm biệt ai thôi. Tình huống nào vô nó cũng khớp hết trơn. Đúng rồi. Mời kết quả. Khoan anh ơi, em không sợ nhưng mà em bị giật mình lỡ nó nhấp cái em giật em chạy ra cái tuột xuống sắn ngang. Đừng chạy. Cái này hết tự tin rồi nên rung à. Ở lại với đội trưởng, cứu đội trưởng nhau. Ồ. Trời ơi. Chúc mừng. Mời hai anh em về chỗ. Quýu giò hết trơn luôn anh. Nhưng mà từ lúc đi ra thấy em hiên ngang dữ lắm. Dạ, tại vì em tin Đông Nhi. Tin Đông Nhi mà vẫn quýu. Đó là cái bài của Đông Nhi hát luôn á. Dạ.